Chắc cô anh đây cũng lâu năm rồi chị hả? Bé đó đi Mỹ là khoảng 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Nhưng mà thích ăn món chay. Dạ. Thèm ăn. Thấy khen cái món bún bò Huế của mình quá trời. Món bún bò Huế ở đây là best seller luôn á. Best seller luôn. Dạ. Wow. Nghe khách khen xong giờ nghe tới chị Vũ khen đó là mình phải ăn trong buổi sáng ngày hôm nay nha quý vị. Anh thử xem là cái món mà khách khen như vậy á thì nó sẽ như thế nào. Cô kêu là cô đi ăn nhiều nơi rồi chị. Nhưng mà món bún bò Huế ở đây là ngon nhất. Cô thích làm em tò mò luôn. Hợp khẩu vị á. À. Wow. Heo quay. Cơm này là tự chọn hả chị? Cơm tự chọn. Dạ. Cơm tự chọn. Khách chọn món gì lấy món đó quý. Mình thấy khách rất thích ăn chả hấp nha. Chả hấp với cái ốc đậu chiên đó quý. Xin chào quý vị và các bạn, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video sáng ngày hôm nay của mình nhé. Sáng hôm nay thì Xuân Bắc đã bắt đầu quay trở lại công việc hàng ngày để tiếp tục đi chia sẻ những cái địa điểm bán ẩm thực chay ở Sài Gòn cũng như là ở các nơi, chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, gieo duyên cho một người ăn chay với thông điệp ăn chay tốt cho sức khỏe là vàng. Ăn chay bây giờ không những là hướng về tôn giáo mà còn ăn chay là tốt cho sức khỏe nữa quý vị và các bạn nhé. Xuân Bắc cũng là một người ăn chay cũng khá là thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của mình. Thì hy vọng là những video mình chia sẻ lên kênh của mình sẽ gieo duyên được cho quý vị các bạn hướng tới ăn chay thường xuyên hơn, tốt cho sức khỏe. Bây giờ hiện tại Xuân Bắc đang có mặt ở địa chỉ số 201 đường Lê Quang Định thuộc phường 7 quận Bình Thạnh. Quán chay ngày hôm nay Xuân Bắc quay trở lại và giới thiệu tới quý vị các bạn đó là quán cơm chay Khai Tâm. Một quán chay mà rất là nhiều lần mình đi ngang qua con đường này, mình thấy quán bán đông khách, cho nên Xuân Bắc cũng rất là tò mò. Cho nên là hôm nay nhân dịp quay trở lại công việc, Xuân Bắc quay trở lại quán để quay chia sẻ với quý vị và các bạn xem là quán chay ở đây bán những món chay như thế nào và những cái món chay ở đây hấp dẫn là sao. Và quý vị và các bạn theo mình vào trong quán để cùng nhau khám phá trong cái tập sáng ngày hôm nay nhé. Rồi mọi người theo mình nhé. Đây là quầy món phía trước của quán cơm chay Khai Tâm nha quý vị và các bạn nha. Hôm nay Xuân Bắc quay trở lại với công việc hàng ngày, tiếp tục đi chia sẻ với quý vị và các bạn những quán chay, ẩm thực chay ở Sài Gòn nha. Thì hiện tại mình đã có mặt ở ngay không gian quán chay Khai Tâm, cái quầy món phía trước nè quý vị. Mấy lần mình đi ngang qua đây rồi á, mình thấy quán bán cũng rất là đông khách, cho nên là hôm nay mình quay trở lại để mình chia sẻ với quý vị và các bạn quán chay ở đây nha. Đây chị gái đang bán cho khách rất là nhiều món ở đây ha. Những cái món chay mình thấy chị làm cũng rất là sạch sẽ nè quý vị. Dạ yeah, bình tĩnh chị ơi. Chị hơi căng thẳng. Đây mình quay sơ qua cái quầy món chút xíu để chia sẻ với quý vị các bạn ha. Chị cứ làm bình thường đi, chị cứ vô chị làm bình thường. Cái này chị đang làm hộp gì cho khách đây? Cơm thập cẩm. Chị mở này ra em quay tí ha. Rồi. Cơm thập cẩm. Chị cho em biết tên chị trước đi ha. Chị tên gì ha? Chị tên là dạ Lam. Chị Trang đi chị. Chị Trang. Dạ tại chị bịt khẩu trang không, vì chị nói mình nghe không rõ. Hộp này là thập cẩm với chị Trang ha. Và giá là 30.000. 30.000. Dạ cái kia cái khay đó là trứng ốc quay nam chả hấp hả chị? Dạ, hấp. À. Wow, nguyên một khay mới ra luôn. Hộp này là 30 đây chị ha. Đâu mình quay sơ qua cái quầy món tí nha. Cái món này là cà tím mình làm món gì chị? Cà tím sốt, sốt nước tương. À cà tím sốt tương. Sốt nước tương. Nước tương mỡ hành rồi chị ha. Trên chị cho ít rau răm nữa nha quý vị ha. Rồi bên này là cái phần sườn này.
Đó, sườn ở đây mình thấy cái phần sốt đó, nó rất là kẹo kẹo nha quý vị các bạn. Cái này là sườn sốt chua ngọt hay gì chị? Xá xíu. À, hèn chi nó kẹo quá ha. Nước xá xíu. Xá xíu. Rồi, măng xào. Đó, bên này là phần rau củ xào ha. Đó, có dưa leo đó này. Rồi, bên này là cái khay heo quay. Heo quay này mình làm món gì chị? Heo quay cũng sốt thôi. Sốt luôn. Sốt dạ. Nhưng mà nó giòn. À, sốt kiểu giòn giòn chị ha. Cái này là chả gì đó chị? Chả quế kho. À, chả quế kho. Cái này là đậu hũ quấn rong biển. Món này là đậu hũ quấn rong biển. Đậu hũ quấn rong biển. Còn cái này là cánh gà hả chị ha? Cánh gà chay. À. Bên này là cái phần này cá giống kiểu cá thu hả chị? À, cái này giống kiểu cá lóc chay. Đó, có nem chua chay đấy này quý vị. Nem bưởi hả chị? À, nem bưởi. Nem bưởi củ dền. À, nem bưởi củ dền đu đủ. Mới ha, món này mới quý vị. Rồi, đậu hũ chiên xả. Còn cái này đậu hũ kho. Dạ. Dạ. À, mới kêu ra. Rồi thôi mình quay qua cái này tí ha. Cái này là món gì chị? À, phá lấu, còn là ruột á. À, ruột phá lấu ha. Rồi cái này là cái khay chả hấp này, bạn ươm à. Cái bánh trong này là bánh gì chị? À, là bánh ít. À, bánh ít. Bánh ít lá gai. Bánh ít lá gai. À, sườn nướng. Tô sườn nướng. Sườn nướng. À. À. Có bánh ướt luôn chị ha. Bánh ướt và bánh chưng, bánh giò, nhưng mà bánh giò hết rồi, còn bánh chưng. À, bánh chưng, bánh giò luôn. À. Như bánh chưng, bánh giò mình bán nhiều cái chị? À, 13 ngàn một cái. À, 13 ngàn một cái. Dạ. Hình như có khách kìa chị. Tô bún riêu lên mới khách mới bơ kêu ra em có thể quay. Rồi mình vô đây mình coi cái tô bún riêu quán làm như thế nào nha, vừa mới dọn ra nè. Cái tô này bao nhiêu chị Trang? 30 ngàn. À, 30 hả cô? Đúng rồi. Ồ. Trong này có riêu này, có chả nữa cô ha, có nấm này. Chả, nấm, đậu hũ. Dạ. Chờ một tô bún riêu chất lượng quá ha. Đậu hũ kỳ. Dạ. Thơm quá. Rau muống bào tay luôn đó. Rau muống bào tay luôn. Dạ. Đây là cái phần rau ăn kèm nha. Đó, có kinh giới nữa nè. Giá này rau muống ha. Rồi hoa chuối, bắp chuối. Đây. Khách mua mang về luôn á chị? Dạ. Mình nghĩ quán bán vào giấc sáng với lại tới buổi trưa quý vị các bạn. Thì hai cái giấc chính là đầu sáng sớm này, 6-7 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ. Thì giấc trưa sẽ là tập trung giấc trưa nhiều hơn ha. Bây giờ thì hơi lợi cỡ khoảng 9 giờ mấy. Mà sáng giờ thì mình thấy cũng rất là đông khách quý vị các bạn. Khách tới ăn liên tục luôn. Đó, đặc biệt là cái quầy món phía trước nhìn rất là hấp dẫn nha. Sớm mắt thì chưa ăn thử món đâu, chút xíu mình sẽ ăn thử xem là món ở đây như thế nào ha. Chị kêu mình là ăn bún hả chị? À, bún Huế. Mà mình cũng chưa biết nên mình đang phân vân. Quầy món nhìn rất là gọn gàng sạch sẽ nha quý vị các bạn ha, ngăn nắp. Mấy ngày qua thì Xuân Bắc cũng có một số công việc gia đình trong cái ngày vui của mình rất là bận rộn, thì hôm nay mình mới sắp xếp xong mọi chuyện và quay trở lại với công việc hàng ngày của mình, tiếp tục đi chia sẻ ẩm thực chay, gieo duyên cho mọi người ăn chay để hướng tới sức khỏe nha quý vị các bạn nha. Chế muối gì chị? Đó. Xem đó. Mình xem.
Dạ. Khách vô không vô. À. Khách vô liên tục. Đó. Một hộp cơm. À, đứng qua bên đây mình quay chị làm nha. Tại vì đứng ở trong đó là không quay được. Nó vướng á chị ha. Heo quay. Cơm này là tự chọn hả chị? Ờ, cơm tự chọn. Dạ. Cơm tự chọn. Khách chọn món gì lấy món đó quý. Mình thấy khách rất thích ăn chả hấp nha. Chả hấp với cái ốc đậu chiên đó quý. Cái nồi canh bí thơm quá. Dạ. Bí xanh. Đó, chị mỗi lần chị đạo lên nó thơm quý. Cái này chắc nấu từ sáng luôn hả chị ha? Mới nấu khoảng 8 giờ. À, mới nấu khoảng 8 giờ sáng. Cứ nấu nồi nhỏ này hết mình lại nấu tiếp hả chị? À. Rồi mình mở cái nồi cơm lên chia sẻ với vị các bạn tí ha. Cái nồi cơm này là để nó không có bị. Dạ, giữ nóng quá chị ha. Ồ cũng hết cơm luôn. Dạ. Sao hết? Đang nồi nấu. Dạ đang nấu thêm, đang nấu thêm. Như thích ăn bún bò Quế chay đó. À, cô nó thích ăn bún bò Quế với lại bé đó là ở bên Mỹ mới về. À, bên Mỹ mới về. Cô bé mới về hả? Mới về tối hôm qua thì bún bò Quế chạy lên liền. Thèm bún bò Quế chạy lên liền. Ủa, cái giòn này cái gì vậy? Ăn với lại ba tước với lại bún thịt nướng chả giò. Bún thịt nướng chả giò đi. À, cô ăn đây hả cô? Ăn đây, ăn đây. Dạ. Để chút xíu em vô em trò chuyện với cô thử. Để làm bún cho bé. À, dạ. Khách Việt Kiều về quý vị các bạn. Anh trai là má em là mối ở đây. Mối ở đây luôn. Dạ. À. Chị ở bên mới Mỹ về hả? Ờ dạ em mới qua về. À. Hồi xưa em cũng mối đây là em mối tới ngày mà em đi qua Mỹ là em sao không ăn nữa. Về xong về nhớ món chay ở đây em dạ, ghé ăn chị ha. Dạ lắm, tại vì ở đây bán món quá chay ngon lắm, thích lắm. Với bánh giò chay cũng ngon nữa. À. Mỗi lần mà order là phải lấy 10 cái. Giò chay ăn. À, dạ. Ăn một mình mà 10 cái luôn á, tin nổi không? Ăn mình 10 cái luôn. Dạ. Yeah. Giò chay ngon lắm, bánh bao chay nó mà cơm đặc nó ngon. Nói chung là món nào cũng ngon. Món nào cũng ngon ha. Dạ, thích cái món bún bò Huế này. Thích cái món bún bò Huế. Kêu má là phải order cái bún bò Huế chay cho em hôm qua không có kịp á cho nên hôm nay phải ăn sớm. Hôm nay phải ra sớm ha. Dạ. Cái nó order mấy bịch về nữa. Nãy bánh bò chay rồi. Bánh 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 giò chay mai nữa đặt trước. Mai đặt trước, mai đặt một cái. Dạ không chào cô hay ăn chay ở đây không? À, khách mối luôn hả? À. Dạ chắc nhà mình cũng ở gần đây hả cô? Dạ, nhà chợ Bà Triệu đó. À, bên chợ Bà Triệu. Cô ăn những món chay ở đây thì cô thích món nào nhất hả? Bún bò Huế. Bún bò Huế hai mẹ con giống nhau luôn. Dạ. Bún bò Huế thì bán đặc biệt nhất, không có đâu ngon bằng ở đây. Ồ. À, ăn rất nhiều chỗ nhưng mà không đâu bằng ở đây. Ồ vậy luôn cô ha. À. Trời con nghe cô giới thiệu rồi con tò mò con muốn ăn rồi đó. Dạ. 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 Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô với chị một bữa sáng ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Rồi chị bắt đầu ăn cái tô bún bò Huế để chị ăn nha, tự nhiên. Bún thịt nướng luôn. Bún thịt nướng chả giò. À dạ, bún thịt nướng chả giò. Làm cho cô khách Việt Kiều luôn hả chị ha? Chắc cô ăn đây cũng lâu năm rồi chị ha. Bé đó đi Mỹ là khoảng 3-4 năm rồi. Nhưng mà thích ăn món chay. Dạ. Thèm ăn. Thấy khen cái món bún bò Huế của mình quá trời. Món bún bò Huế ở đây là best seller luôn á. Best seller luôn. Dạ. Wow. Nghe khách khen xong giờ nghe tới chị Vũ khen đó là mình phải ăn trong buổi sáng ngày hôm nay nha quý vị. Ăn thử xem là cái món mà khách khen như vậy á thì nó sẽ như thế nào. Cô kêu là cô đi ăn nhiều nơi rồi chị.
mà món bún Huế ở đây là ngon nhất. Cô thích cô làm em tò mò luôn. Hợp khẩu vị á. À. Wow. Rồi một tô bún thịt nướng dạ giòn. Đấy, xong rồi quý vị các bạn ha. Cái phần sườn chay nướng ha. Chả giò chay. Quá đã. Mắm. Rồi, chị mang cho khách đi. À, phải nói là một cái quán chay nằm trên đường Lê Quang Định. Khách tới ăn liên tục từ lúc mà số mắt tới quay cho tới bây giờ quý vị các bạn. Rất là ấn tượng. Ra vô liên tục luôn. Quý vị các bạn nào đã từng ăn quán cơm chay Khai Tâm ở đây rồi thì quý vị các bạn có thể bình luận bên dưới video ngày hôm nay để cả nhà mình cùng nhau trao đổi xem là mọi người đánh giá món chay ở đây như thế nào nha. Nhân đây thì Xuân Bắc cũng chia sẻ với quý vị các bạn là mình là không phải là người ăn chay. Xuân Bắc đi chia sẻ ẩm thực chay để mọi người ăn chay thường xuyên hơn, tốt cho sức khỏe. Ăn chay bây giờ không những là ăn chay vì tôn giáo mà còn ăn chay hướng tới sức khỏe nữa nha quý vị các bạn nha. Và Xuân Bắc cũng là một người ăn chay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của mình, cũng như là mình đi gieo duyên cho mọi người ăn chay tốt cho sức khỏe. Thì cũng mong là quý vị các bạn sẽ luôn yêu thương và luôn ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều ha. Rồi bây giờ xem chị làm một cái tô, cái này bún bò Huế chị ha. Một tô bún bò Huế mình thấy các chị khách ở bên Mỹ về đó, chị dành những cái lời khen cho cái món này rất là nhiều ha. Cả hai mẹ con luôn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem là như thế nào nha quý vị. Ở đây thì mình thấy chị cho bò lát chay này, chả chay này, nấm bào ngư chiên này. Đó. Có rau răm nữa chị ha. À. Chị đang làm tô gì cho khách luôn nè chị? Bún bò Huế luôn. Ăn một tô rồi đó. Dạ, tô thứ hai đây. Gì? Ăn tô xong ăn tô thứ hai hả? Trời ơi. Đấy, ăn thêm bò. Ồ vậy nữa. Ồ. Wow, nhìn đã quá chị ha. Rồi để em mang ra cho chị ăn luôn đi. Em qua đây múc nước. Dạ. Qua đây múc nước. Đây là cái nồi nước nha quý vị. Đâu để coi cái nồi nước sao nè. Hai ganh chị ha. À, cái kia là hủ tiếu. À cái kia hủ tiếu. Hủ tiếu bát canh. Bún riêu hết rồi. Bún riêu là hết. À bún riêu hết rồi. Bún bò Huế rồi, bưng luôn. Dạ. Cho chị khách luôn. Đây, mang cho chị khách luôn. Rồi chị cho ăn luôn cái tô đó giùm em đi, để em mang cho chị khách cho. Chị coi chừng đụng em nha, em đang cầm. Thơm quá chị ha. Wow, một cái nước thơm lắm luôn. Rất là đặc biệt ha. Đó, bên này là cái phần nước hủ tiếu nè. Đó, cái này hủ tiếu bánh canh. Và cái nước bún bò Huế chay bên này. Đây cái tô mình đang cầm đây là hai tô. Rồi đi ra ngoài luôn chị ơi. À, cái tô này là của chị khách đúng không chị? Đúng rồi. Wow, nóng dữ ạ. Được. Dạ được. Đây mang ra cho chị luôn quý vị ơi. Chị rất là nhiệt tình luôn, nãy vừa mới ăn xong tô nha. Bây giờ ăn thêm tô nữa. Rồi em mời chị nha. Wow, hơi nóng, cầm giùm em nha. Đó, chị vừa mới ăn xong một tô. Bây giờ ăn tô nữa. Dạ. Cô có ăn thêm tô nữa không? Dạ. Đó, bây giờ là quán là trục rau cho chị luôn ha. Tại vì chị với mới về, nhiều khi ăn rau trục cho nó chắc bụng. Dạ. Dạ. Chị cũng rất dễ thương ha. Chia sẻ rất nhiệt tình luôn. Ồ, món này món gì à, cô ơi? Trứng chiên á, làm bằng ốc đậu. À, trứng chiên ốc đậu. À, coi như là ốc đậu mình chiên lên đó vậy ha. Ốc đậu mình làm ép nó ra xong mình... Giống kiểu trứng chiên ha. Dạ. Chà, đã quá ha. Khách mua đồ ăn hả chị? Khách mua đồ ăn. À dạ. Chị có bún riêu không chị ăn không?
bỏ hộp nhé, đi mua bỏ hộp, đi đi xuống dưới. Dạ. Cái này là cái hình ốc đậu trứng chiên hả chị? Đúng rồi. À. Hồi nãy là ra được một mẻ rồi. Vậy là giờ đem đi chiên thôi. Ồ. Đây thì giống hồi nãy thôi, phẩm phẩm. Chiên một mẻ như thế này lâu không chị? 10 phút. À, 10 phút. Mở lửa nhỏ. Món này mới ha. Đây còn ít ốc đậu nữa nè. Cái này còn chắc còn một mẻ nữa chị ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi chị mang đi chiên đi. Rồi đem đi theo chị tí rồi. Rồi đi ra khu vực bếp coi chị chiên tí nha. À, đây là khu vực bếp của quán nha quý vị. Lại lắp lại chắc là chị. Ồ vậy hả? À. Ngày nấu canh bí. Canh bí. Mỗi ngày nấu đổi món một món. À, mỗi ngày đổi một món. Bình thường ngày chay là nấu canh chua, canh phụ qua. Dạ. Còn ngày bình thường là canh bí, canh cải xanh đổi món. À dạ. Như cái giờ giấc quán mình bán thì như thế nào chị Trang ha? Chị 6 giờ bắt đầu bán. Ồ, 6 giờ bắt đầu bán. À, bán tới mấy giờ chị? 1 giờ. Bán tới 1 giờ trưa. Đúng chiều rồi. Có bán không? Buổi chiều thì nghỉ khoảng nhưng mà ngày chay là bán cả ngày. À, ngày chay bán cả ngày, còn ngày thường là bán tới 1 giờ trưa thôi. Dạ. Những ngày thường này. Chị đang lù bù chị bán cho khách các vị. Ngày thường thì mình bán khoảng mình làm khoảng bao nhiêu món chị Trang ha? 20 á. À. Tổng còn hết ngày, là khoảng 20 món, còn ngày chay chắc chay thì chậm hơn á. Ờ. 30 hoặc 40. Bây giờ mới khoảng 9 giờ sáng rồi quý vị các bạn mà quán bán cũng phơi khá là nhiều rồi. Do là quán bán ở đây thì 6 giờ sáng rồi đã bán rồi. Bán khá là sớm. Rồi quay qua đây coi chị làm một cái phần bánh ướt cho khách này. Hộp bánh ướt thì mày bán sao chị Trang hả? Hộp 25 vậy. Hộp 25, dạ. Không có chả lụa và chả giò. Ờ, chả lụa, chả giò. Rồi, chả giò luôn. Nếu mà ai ăn nem á thì bỏ nem, còn không ai ăn thì thôi. À, cái phần nem chua nãy chị giới thiệu ha, nem bưởi ha. À. Quán khai tâm của mình là bán ở đây được bao nhiêu năm rồi chị? 13 năm. 13 năm. Tới nay là 13 năm rồi. Wow. Rồi, xong hộp bánh ướt. Đây, cái quầy món gì rất là bắt mắt các bạn. Mình cứ lia tới lia lui để cho quý vị các bạn xem những cái món chay ở đây á ha. Trên này là có cái sườn cá cơm. Cá cơm. Cái này là sườn cuốn mạch chiên nha. Cá cơm hoa chuối. Đây là phần cá cơm ha. Cái này là sườn lúa mạch. À, sườn lúa mạch chiên giòn quý vị các bạn. Cái những cái phần này là khách đặt hả chị? À rồi, cái đó chiên giòn thì mình để vô vô bao nó khỏi bị mềm á. À nhưng mà ý là khách đặt hay là mình để bán? Để bán. À để bán, dạ. Đây là hộp cơm của khách để ăn riêng nè. À bây giờ bán cơm cho khách. Hộp cơm này là để ăn riêng cho khách. Tại vì trưa họ mới ăn á. À đồ ăn riêng, cơm à, riêng chị ha. Wow, một cái hộp và đồ ăn đầy tràn luôn. Dạ. Đứng ở khu vực này mình khó quay được cái toàn cảnh cái quầy hàng á. À, mình thấy cô vô khách đông á, cô vô tăng cường cho chị luôn. Yeah.
Sáng giờ hơi lu bu vậy ha. Phải nói là nãy giờ mình ghé quán mình quay á, thấy chị lay quay ở khu vực này liên tục luôn quý vị các bạn. Tiếp tục làm một phần ăn cho khách này. Chị khách mua cái phần ốc đậu chiên chị ha. Trời, một hộp cơm chất lượng quá quý vị ha. Hai miếng luôn hả chị? Tại vì họ ăn thì thôi nên bỏ hai miếng ăn mới đủ. À, coi như là mua theo ý khách đó, đúng không? Như món ở đây mình làm cố định món hay là thay đổi liên tục chị? Có nhiều món thay đổi, có nhiều món cố định. Dạ. Yeah. Bây giờ Smart sẽ ăn thử món bún bò Huế chay của quán Chay Khai Tâm ở đây nha quý vị các bạn nha. Hôm nay mình quay quán chay ở đây cũng tên là quán Chay Khai Tâm, cùng với trùng tên với một quán chay mình đã từng quay chia sẻ với các bạn ở dưới khu vực Bình Dương ha. Và cái tô bún bò Huế chay ngày hôm nay mình ăn ở đây được chị khách ở bên Mỹ về, mới về ngày hôm qua, hôm nay tới ăn hai tô liền một lúc quý vị các bạn, bất ngờ luôn. Và hai mẹ con cô với chị cũng ăn ở đây rất là thường xuyên, lần nào chị về nước chị cũng ghé đây ăn và ăn cái món bún bò Huế này quý vị các bạn. Thì bây giờ Smart sẽ ăn thử xem là món bún bò Huế ở đây như thế nào nha. Đầu tiên là húp thử cái nước trước nè, mình thấy cái nước là đậm đà lắm rồi. Húp cái nước hơn đủ tên thôi. À, đủ tên thôi. Dạ. Húp cái nước hơn đủ tên rồi quý vị các bạn. Chất lượng thiệt, xứng đáng. Cái nước nó thơm, nó đậm đà quý vị các bạn. Ngon quá. Cho miếng ớt vô cho nó thơm. Dạ có rồi chị. Cho rau vô ha. Mình thích ăn hoa chuối. Giá. Nói chung là ăn nhiều rau. Rau muống luôn. Đó. Đây có nấm bào ngư chiên nữa. Thử miếng đầu tiên nha. Vừa ăn luôn quý vị, đậm đà quá. Ngon quá. Sơn Bắc nghĩ là hôm nay mình ăn cái tô bún bò Huế ở đây chắc là mình sẽ nhớ cái hương vị ở đây quý vị các bạn. Ăn miếng đầu tiên là mình nhớ ngay rồi, cái nước nó rất là đặc biệt. Quý vị các bạn tới ăn thử nha, đặc biệt quá. Mình nghĩ không đơn giản mà quán này đông khách như vậy đâu quý vị các bạn. Cái món này cũng là một trong những món best sale của quán chay ở đây, theo như chị Trang chia sẻ.
ngon quá. Ban đầu ý định của mình á là mình ghé mình ăn cơm, à ăn thử những món cơm của quán, tại vì mình thấy chị đứng ở cái quầy á, mấy lần đi ngang đứng quầy á chị bán liên tục à, để mình ăn thử cơm. Mà hôm nay tới thì cô khen cái món bún bò Huế này quá, mình ăn thử mà tuyệt vời. Tức cái nước nó đã luôn quý vị. Rồi nha, đủ. Cái miếng đậu hũ ở đây nó cũng rất đặc biệt luôn, giống như kiểu đậu hũ non đó quý vị các bạn. Ở trong nó mềm lắm, nó tan trong miệng luôn. Đây nè. Đó. Mềm, nóng nữa. Bò lát nè. Đó, bò lát chay. Tàu kỳ nữa. Tuyệt vời quý vị ơi. Mình nghĩ là quý vị các bạn nếu mà chưa ăn những món chay ở đây đó, thì tới ăn thử món này, mình ăn rất là ấn tượng. Chị khách Việt Kiều á, chị Quốc lần 2 tô là mình thấy là ấn tượng. Rau nhiều mới ngon quý vị. Quá đã. Quá tuyệt vời. Chả nữa nè. Đó. Những cái món như thế này á, nó ngon hay không á do cái nước lèo. Cái nước lèo ngon á thì cái món nó sẽ ngon. Còn những nguyên liệu á thì tùy từng quán, mỗi nguyên liệu mà có khác nhau một chút xíu, nhưng mà ăn thua vẫn là cái nước nha quý vị các bạn. Cái nước lèo ở đây mình thấy rất là tuyệt vời luôn. Ngon quá. Một miếng chả rất là bự. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc vừa mới thưởng thức xong một tô bún bò Huế chay tại quán cơm chay Khai Tâm. Quán có địa chỉ là số 201 đường Lê Quang Định thuộc phường 7 quận Bình Thạnh quý vị các bạn. Một quán chay phải nói là bán được tới nay là 13 năm rồi, và cũng được rất là nhiều khách hàng tới đây thưởng thức đồ chay ở đây và rất là ưa thích nha quý vị các bạn. Mình có quay trò chuyện với mẹ con chị Việt Kiều á, cũng vừa mới về nước và ghé đây ăn. Chị dứt lần 2 tô bún bò Huế luôn quý vị các bạn. Phải nói là rất là ấn tượng đối với Xuân Bắc trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì mình ăn á, thì mình thấy món bún bò Huế ở đây á, thì phải nói là quý vị tới ăn một lần thì sẽ nhớ cái món bún bò Huế ở đây. Khi mà quý vị muốn thưởng thức ẩm thực chay thì quý vị các bạn có thể ghé qua để trải nghiệm. Tuy nhiên mỗi người một khẩu vị nha. Quý vị có thể ghé qua để trải nghiệm và thưởng thức thử những cái món cơm ở đây á, thì cũng rất là hấp dẫn, bày trí rất là sạch sẽ và gọn gàng. Để tập sau quay trở lại nữa thì mình sẽ ăn cơm nha quý vị các bạn nha. Chia sẻ với quý vị bạn nhiều hơn về những cái món chay của quán. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên Xuân Bắc quay trở lại sau cái ngày vui của mình
Thì nhân đây Showmax cũng gửi lời cảm ơn tới quý cô chú, quý anh chị và đại gia đình Food Travel Media đã dành những cái lời chúc cho vợ chồng mình ha. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất là nhiều. Rồi thôi, Showmax xin được kết thúc video ở đây nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo nha.